Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, không khí lạnh dồn xuống, rãnh áp thấp trên mực 1.500m cũng dịch chuyển gần hơn đến nước ta, cộng thêm tác động của vùng hội tụ gió trên mực 5.000m di chuyển từ Thượng Lào sang. Trong ngày hôm nay, ba hình thái thời tiết này tiếp tục đồng thời tác động. Vì thế, ở Bắc Bộ, cũng như là các tỉnh phía Bắc của miền Trung là từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh sẽ có mưa nhiều nơi. Trong đó, các tỉnh vùng núi như Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Giang, thủ đô Hà Nội cũng như là khu vực Nam Đồng Bằng trong khoảng từ nay đến trước 17 giờ sẽ có mưa vừa đến mưa to, kèm theo đó là dông mạnh. Sau khoảng 10 giờ sáng, vùng mưa to sẽ lan tới khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, với lượng mưa trong ngày hôm nay ở các tỉnh này phổ biến trong khoảng là từ 20-50mm. Mưa lớn xảy ra trên diện rộng, kèm theo đó là nguy cơ về các hiện tượng lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra bất kỳ nơi nào ở các tỉnh Bắc Bộ cũng như là khu vực phía Bắc của miền Trung. Ngay cả các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, trong chiều và đêm nay cũng xuất hiện mưa rào và dông với lượng phổ biến là từ 10-20mm. Do có mưa và gió lạnh nên nhiệt độ ngày hôm nay ở hầu khắp Bắc Bộ đều giảm thấp. Các tỉnh vùng núi, nhiệt độ sẽ giảm còn 17-19 độ. Khu vực Trung Du, vùng Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng giảm xuống còn 20-21 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa muộn hơn nên nhiệt độ sẽ ở mức là từ 22-26 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên trời vẫn có nắng và nhiệt độ cao 29-32 độ. Trái ngược với thời tiết mưa ẩm ở các tỉnh Bắc Bộ và miền Trung, hôm nay Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục chuỗi ngày không mưa, nắng nhiều. Nhiệt độ ban ngày trên cả hai khu vực phía Nam đều mức cao, dao động từ 31-34 độ đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mức nhiệt là từ 33-36 độ. Nắng nóng tiếp tục bao trùm toàn miền Đông của Nam Bộ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày hôm nay ở Vĩnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 và biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.